Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Hồng Loan Fan Club. Thì đây là cái kênh mà muốn lên tiếng để bảo vệ cho Hồng Loan, bảo vệ những cái đúng đó, và cũng như là trong cái việc mà tranh chấp tài sản cùng với mẹ con cô Sáu Bào. Thì cô chú anh chị nào yêu quý Hồng Loan cũng như là fan Hồng Loan thì chúng ta có thể là nhấn đăng ký để theo dõi khi mà kênh ra những video mới tiếp theo nha. Rồi thì trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay đó, thì chiều ngày hôm nay thì như mọi người đã biết rồi đó, chắc cô chú anh chị cũng đã xem trên những các kênh YouTube khác của anh em, đó là Bình Tinh đó cũng đã đến viếng mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Thì sau đó cách đó khoảng vài tiếng đồng hồ thôi thì tiếp đến là Hồng Loan cũng đã lên viếng mộ cha mình. Nhưng mà một cái câu hỏi đến thời điểm hiện tại là tại sao một người xưng danh là em của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh lại chưa lên cho tới thời điểm lúc này đó, lại chưa lên, trong khi đó thì Hồng Phượng cũng đã đăng một cái status trên một cái Facebook của mình, trên trang cá nhân Facebook của mình, là cái hình đứng trước ngôi mộ đó, nhưng mà cái hình đó khá là lâu rồi đó, cho gần là cái bài viết đó cô là chủ yếu là lên để gọi là muốn nhận lại được cái sự thông cảm của mọi người khi mà dính vào cái câu chuyện tranh chấp tài sản cùng với Hồng Loan. Nhưng mà không như là cô này mong đợi thì những cái gì mà cô này nói lên thì đều bị những cái khán giả đó người ta phản đối rất là nhiều đó, nên gọi là cô ta cũng vội vàng xóa những cái comment nói về, nói không tốt về cô này đó. Cho đến thời điểm hiện tại thì mẹ con cô Sáu Bào, đó là cô Sáu Bào và Hồng Phượng cũng vẫn chưa có lên mộ chú Vũ Linh đó. Thì mọi người đặt ra một câu hỏi liền, liệu cô này có phải là em nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không? Mục đích là vào nhà của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là chỉ là muốn chiếm gia tài hay là chia tài sản? Cho đến thời điểm hiện tại nha cả nhà, thì mình nghe đâu là một hai ngày tới nè, Hồng Phượng cũng lại tiếp tục sẽ mở một cái buổi họp báo đó, không biết là nói về cái gì. Cái vấn đề mà mọi người đang quan tâm, cái vấn đề đó là sao kê cái tiền đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà không đánh vào cái trọng tâm đó mà cứ lên nói liên thiên, nói vòng vòng không à đó, nên cái khán giả cũng người ta cũng rất là phẫn nộ. Hồng Phượng cứ nghĩ là sau cái livestream này là mọi người sẽ gọi là ủng hộ mình hơn hoặc là hiểu ra cho mình hơn, nhưng ở đây không như là mong đợi của mẹ con cô Sáu Bào. Bởi vì khi mà khán giả đang quan tâm vào cái vấn đề tiền gọi là đám tang là bao nhiêu tiền đó không, khán giả yêu cầu là sao kê cái đó ra rõ ràng minh bạch đó không, thì cô ta lại viết bằng một cái tờ giấy tay đó, một cái tờ giấy tay thôi chứ chẳng có cái gì gọi là nó chứng minh rằng là những cái số tiền đó mà cô ta sao kê là đúng đó. Thì ngày hôm nay Bình Tinh cũng đã lên tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cũng đã chia sẻ về những vấn đề như thế này đó, cũng đã chia sẻ về những cái vấn đề mà sao kê không minh bạch này đó, tới một người gọi là con nuôi khác của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đó là Bình Tinh, cũng đã gọi là không đồng tình với cái kiểu mà sao kê như thế này đó. Cô ta cũng mới chia sẻ trong chiều nay đó, thì thông tin này là mới nhất em gửi đến quý vị đó. Đó, đến một người gọi là cũng có bà con, nói chung là cũng có mối quan hệ đối với là Hồng Phượng đó, nhưng mà cũng không chấp nhận được cái kiểu làm của cô ta đó. Mình rất là ủng hộ Bình Tinh khi mà đã lên tiếng, dám lên tiếng nói những cái sự thật đó, những cái sự thật là mình phải phơi bày ra đó để bảo vệ cho Hồng Loan đó. Chúng ta thừa biết là Hồng Loan là một cái người được, chắc chắn là sẽ được nha, chắc chắn là sẽ được hưởng những cái số tài sản còn lại của chú Vũ Linh đó cho đến thời điểm hiện tại đó, và sau này cũng vậy đó, chứ không có vấn đề mà thưa kiện mà mẹ con bà Sáu Bào thắng đâu. Thắng thiệt á, em cho luôn một căn nhà của em đó, em nói thật, nếu mà mẹ con bà Sáu Bào thắng thì trên đời này nó sẽ xảy ra một cái câu chuyện mà di chúc miệng nó khá là nhiều đó. Không thể nào mà thắng được, di chúc miệng sao mà thắng được. Pháp luật làm trên những cái dựa vào những cái giấy tờ đó người ta mới kết luận được đó, chứ không có thể nào mà dùng cái miệng mình để nói để kết luận được. Nên mẹ con bà Sáu Bào bớt ảo tưởng lại đó, và Hồng Phượng cũng đã chính thức thừa nhận là mẹ con mình khó là chiến thắng trong vụ kiện này với Hồng Loan. Nhưng vì gọi là bà Sáu Bào này đã căm ghét Hồng Loan đó, nên bà cố tình bà thưa thôi. Nhưng mà mình nghe đâu á, nghe đâu thôi nha quý vị, là đã rút cái đơn rồi đó, bởi vì cái án phí mà thua kiện á là nó khá là cao đúng không. Hồng Loan thì đang than là mình là một người đang hiện tại là sống lang thang, không có nhà, không có gì hết đó. Nhưng mà tiền nếu mà thua vụ kiện này thì cũng phải mất cái vài trăm triệu không, một trăm mấy chục triệu nữa đóng cho cái phí kiện này, bởi khối tài sản nó khá là lớn nên cái phí kiện nó khá là cao đó. Nên hiện tại thì mình nghe đâu là cô Sáu Bào như là lâm le là rút đơn nữa rồi đúng không, chú Bảy Báo bỏ chạy rồi, cô Sáu Bào bây giờ cũng lâm le rút đơn đó, thì khỏi cần ra tòa luôn, không cần ra tòa, chi phí thời gian. Mọi người kêu là Hồng Loan ra tòa mà nếu mà xử xong đừng cho một xu nữa, thì mình nghĩ cũng đúng thôi. Đã người ta chơi cạn tàu gáo máng với mình thì mình bất cần phải còn cái tình nghĩa gì để mình đối xử lại đó.
tới tiền đám tang sao kê mà họ không dám sao kê mà mọi người. Rồi những cái món đồ giá trị, những cái món đồ trang sức của chú Vũ Linh khi mà còn sống bây giờ ở đâu đó, từ những cái đồng hồ đó, từ những cái số tiền, những cái số tiền đô trong cái sắt nè, từ những cái đồng hồ, từ những cái túi đeo đó, những cái đồ khá là giá trị, phải nói là một cái điều đó bây giờ là một cái điều vô giá rồi, nó không có giá nữa rồi đó. Nhưng bây giờ ở đâu, ai đang nắm giữ? Hồng Loan không biết đó, mẹ con bà Sáu Bào không biết, người giúp việc cũng không biết, vậy bây giờ ai biết đó, ai biết đây đó. Nên cái này là vấn đề này phải cần làm rõ, cái đồng hồ này là ai đã lấy nè đó. Thì ở trong nhà đó có nhiều người đó thôi, có mẹ con bằng Sáu Bào thôi chứ có ai nữa, nó thẳng ra lên nó hoạch tẹt ra luôn đi đó, là chỉ có mẹ con bằng Sáu Bào thôi. Cái túi nè, cái đồng hồ nè, cái số tiền nè, đó là khán giả đang quan tâm vào vấn đề đó. Thì nếu mà Hồng Phượng có lên mà gọi là họp báo nữa thì đánh vào cái trọng tâm mà khán giả đang quan tâm, đó là cái tiền sao kê đám tang và những cái món đồ trang sức mà của chú Vũ Linh để lại cho đến thời điểm hiện tại đó. Không đánh vào đó, cứ lên nói là liên thiên, nói là những vấn đề tại sao bị đuổi ra khỏi nhà này kia, rồi không có mua xe hả, có mua xe hay không đó. Khán giả người ta hay lắm, những khán giả là người, những cái người cực kỳ là thông minh, sơ hở một cái là người ta phát hiện ra liền đó, không có giấu được đâu đó, không có giấu được đâu. Nên gọi là đừng có cố chấp, cứ gọi là có tội thì nhận tội, không cái nào sai thì mình nhận còn kịp nha. Chứ bây giờ là hồi sáng này mọi người đã nghe thông tin rồi đúng không, là Hồng Loan đã nhờ bên phía cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xem cái số tiền đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mẹ con Hồng Phượng đang giữ là bao nhiêu đó, chứ không phải là 600 triệu đâu. Thật sự là đám tang mà người thường thôi, ở dưới quê mình thôi là cũng đã gần 400-500 rồi đó, gần 400-500 rồi, huống gì đây là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng, được trong và ngoài nước rất là yêu quý, một nghệ sĩ rất là đa tài, không có lý nào mà đám tang mà 600 triệu chứ. Em nói thật, không có lý nào mà đám tang mà 600 triệu hết đó. 600 triệu đây là mình nghĩ là chắc một ngày đó cả nhà, chắc một ngày cuối cùng thôi đó, còn những cái ngày khác là chưa tính. Mình nghĩ là cái con số phải lên vài tỷ chứ không có thể nào mà ít như vậy được. Những cái người mà chú Vũ Linh thường gọi là giúp đỡ nè, khi mà còn sống nè đó, rồi những cái người nghệ sĩ, những cái người ca sĩ, rồi những người dân, rồi những người ở nước ngoài rất là nhiều đó. Có một người đã gọi là góp 5 triệu để gọi là góp một viên gạch gì đó ở cái làm cho cái hoa viên ở Bình Dương đó, cũng đã vừa lên tiếng luôn đó, là gửi cho ông Sạc Thành gì đó. Thì cái này mình sẽ làm rõ trong video tiếp theo, thấy không? Còn câu chuyện này mình chia sẻ về cái vấn đề mà Bình Tinh đã lên ngay ngôi mộ của Vũ Linh, cũng đã có chia sẻ về những vấn đề hiện tại đó, là sao kê của Hồng Phượng không rõ ràng. Giờ mong cô này khi mà lên họp báo á, là sẽ chia sẻ rõ ràng về vấn đề mà sao kê cái tiền đám tang đó, chứ không thể nào mà gọi là lấp liếm một cái tờ giấy gọi là A4 gì được, tự viết gì được, tự đánh ra gì được. Sao kê ở đây á là phải có mộc đỏ của ngân hàng ha, đóng vô đó, biết cái sao kê lực sao kê mà đó. Chứ ở đây mình thấy ở đâu mà một cái tình trạng sau khi đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì Hồng Phượng tậu xe hơi và nhiều cái khoản khác nữa, mua nhiều cái khoản khác nữa đó, giống như cái việc mà nghệ sĩ vừa qua ở đất miền Trung đó mọi người, đi cuốn chợ đó về thì cũng có người mua xe hơi, cũng có người xây nhà, cũng có người đập nhà, mình thấy cái mùi này thấy nó quen quen đó, nên mình có là gọi là mình nhìn vô mình có thể mình suy nghĩ ra được liền đó. Mình thấy cái mùi này nó quen lắm mọi người đó, rất là quen. Khi mà những cái nghệ sĩ, những cái ca sĩ trong cái chuyến đi miền Trung vừa rồi thì về cũng có nhiều người cắt nhà xây nhà, còn ở đây thì Hồng Phượng không có đi từ thiện ở đây là từ ở đây tự nhiên có đám tang xong rồi có tiền mua xe đó, thì mọi người có đặt ra một câu hỏi không đó. Nên bây giờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra là chính xác nhất, không có thể nào mà chối được đó. Mẹ con bà Sáu Bào nếu mà thật sự có còn giữ tiền ha, ở đây mình nói không ăn chặn đi, mình nói có còn giữ tiền thôi trong túi mình á, thì nên thương qua nhà Hồng Phượng thương lượng với họ. Ủa, qua nhà Hồng Loan nha quý vị, lộn, qua nhà Hồng Loan thương lượng với Hồng Loan để chúng ta có một cái buổi nói chuyện gọi là hợp kín gia đình á, để đưa lại những số tiền đó đi. Chứ bây giờ để Hồng Loan mà thưa ra cơ quan chức năng thì nó bấy nhầy hết đó, không nó mất hay nữa. Rồi khi đó, khi mà còn giữ tiền lại đó, cơ quan chức năng mà điều tra ra được á thì từ 5 đến 10 năm, thấy không? Đi từ 5 đến 10 năm, cái đó mà là một hành vi gọi là ăn chiếm đoạt tài sản nha. Chiếm đoạt tài sản trên pháp luật có quy định khá là rõ ràng rồi. Ở đây nếu mà cái số tiền còn lại cũng phải vài tỷ chứ không có ít đâu, không thể nào mà 600 triệu được. Không có thể nào mà mình ở đây mình nói một câu luôn, không thể nào mà 600 triệu được hết. Bởi vì ở quê mình một đám tang sơ sài thôi, nó cũng đã lên cái con số cũng vài trăm triệu rồi. Cái này đám tang một người nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh
đúng không? Rất là nhiều người yêu quý từ trong nước và ngoài nước gửi tiền về, gọi là xây mộ này kia rất là nhiều, đúng không? Chưa nói tới cái khoản mà hợp đồng bên truyền thông bên BH Media nữa. Đó, còn rất là nhiều thứ cần phải làm rõ, chứ không có thể nào mà ông Vượng lên là họp báo lấp liếm được đâu. Đó, khán giả bây giờ người ta thông minh lắm quý vị. Người ta khôn lắm Phượng ơi, ha. Đừng có nghĩ là khán giả ngu, ha. Mình lên mình có thể là mình nói gì mình nói, có thể là mình rơi vài giọt nước mắt để người ta thương cảm. Không có đâu, chuyện nào ra chuyện đó. Đó không? Chuyện nào ra chuyện đó. Người ta bây giờ là 90% là đã bảo vệ Hồng Loan rồi. Tại sao bảo vệ Hồng Loan? Đó, tại sao bảo vệ Hồng Loan? Hồng Loan là người sở hữu đúng, người làm đúng tất cả trong cái việc này. Chỉ có mẹ con cô Sáu Bào mới chơi cạn tàu gáo máng, chơi dứt tình nghĩa, gọi là bà con dòng họ gì luôn, đó không cần tình nghĩa. Thì rất là nhiều người kêu gọi là không cần gọi là cho cái gì hết đó, trong khi Hồng Loan rất là biết điều. Khi mà mời ra khỏi nhà là cũng đã họp trước rồi, là nói là sau này bán được đất là sẽ mua cho mọi người một căn nhà đó. Nhưng mà ngược lại thì cô Sáu Bào muốn ăn, gọi là ăn trọn, đúng không? Ăn trọn phải chia 5 năm với bà mới chịu à. Bà lấy cái quyền gì bà chia mọi người, đúng không? Bà Sáu Bào bà lấy cái quyền gì bà chia trong cái gia đình đó? Bà là chỉ em của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thôi. Người thừa hưởng phải là con, chứ không có em nào thừa hưởng được của anh chứ á. Trừ khi mà không có con á, rồi tới đó gia đình mới tự chia thôi. Cái này còn ta còn con mà. Đó, cô Sáu già, cô Sáu lẩm cẩm rồi. Đó, thì ngày hôm nay thì cho cô Sáu lên phường là đúng thôi. Đó, cô Sáu lên phường, cô Sáu để làm rõ cái vấn đề đó đi. Đó, thì mới đây thì Đông Dương cũng đã lên tiếng gọi là xin lỗi về cái câu chuyện mà ký vào cái vi bằng bằng miệng đó. Đó, cái di chúc bằng miệng đó mọi người. Đó, thì ngày hôm nay cũng đã lên tiếng xin lỗi rồi. Nhưng mà liệu anh ta xin lỗi còn kịp hay không? Thì rất là nhiều người khán giả gọi là không có thể nào mà chấp nhận một cái người gọi là như vậy được. Đó, chắc bị gọi là muốn bị giống là bị như khán giả lên tiếng nhiều quá, sợ bị tẩy chay, lên lấp liếm lại câu chuyện thôi. Nhưng mà mọi thứ đều quá muộn rồi, đó không? Bây giờ những nghệ sĩ đó đừng có coi thường mà khán giả nữa, đó không? Không có khán giả xem thì coi như là vứt đó. Bây giờ rất là nhiều người nhắn tin vào những cái nền tảng như là nhạc số hay là những cái đài truyền hình đó, fanpage của đài truyền hình rất là nhiều, đó không? Tẩy, yêu cầu tẩy chay Hồng Loan, yêu cầu tẩy chay, ủa xin lỗi mọi người nha, yêu cầu tẩy chay Hồng Phượng, yêu cầu tẩy chay Đông Dương rất là nhiều, đó không? Đến cái mức nổi mà gọi là những cái tờ báo phải lên những cái bài đó, đó không? Khá là nhiều. Khi mà nhận được những cái nhà đài đó, nhận được những cái tin nhắn mà của quý vị gửi vào thì người ta cũng phải xem xét, à tại sao mà tẩy chay cô này là tính cách là đạo đức cô này như thế nào đó mà phải tẩy chay. Đó, rất là nhiều thứ. Bây giờ hầu như là cái sự nghiệp của Hồng Loan cũng như là Đông Dương thì đang nằm bên bờ vực đó, không? Chờ ngày gọi là gớt xuống vực luôn thôi, chứ không có ngóc đầu lên được. Đó, thật sự luôn, sự nghiệp tiêu tan rồi. Khi mà mang cái câu chuyện mà đấu tố tài sản ra, ban đầu thì hai bên chửi nhau như cái gì đó, xong rồi đem ra tòa án, rồi bây giờ nghe đâu là rút đơn rồi, làm trò hề cho mọi người xem thôi chứ làm cái gì. Đó, cái câu chuyện là giành tài sản là mẹ con bà Sáu Bào sai 100% rồi. Đó, một cái người mà không biết lực như mình nhìn nhận vô còn sai nữa mà. Pháp lực nào xử vào cái miệng, xử vào cái di bằng miệng, xử vào cái di chúc miệng mọi người. Đó, không pháp lực nào xử chân á. Đó, toàn thế giới còn không có cái quốc gia nào mà xử cái kiểu đó hết. Chưa hồi đó giờ chưa từng có quốc gia nào mà xử cái di chúc miệng này hết. Đó, nên là cái phần chiến thắng thì hầu như là bằng không rồi. Đó, không chỉ là lên tòa án là chỉ làm cho hả cơn giận mình thôi. Mọi người biết tính cách của cô Sáu Bào mà. Đó, không đụng tới thì bà nhảy theo đi đều muốn lên tới nhà người ta. Mọi người chắc cũng có xem clip mà đã đứng trước cửa bà dùng những cái tờ mà 500 1000 không à. Đó, 500 1 triệu không, bà vô bà chửi xối xả, những cái từ đó không thể nào chấp nhận được cho một người nghệ sĩ. Người thường thôi nói chuyện là đã không chấp nhận được rồi. Mà ở đây mình là một người nghệ sĩ, mình là một người lớn nữa, người lớn tuổi nữa, mình lại dùng những cái từ ngữ đó khi mà phát tán rầm rầm trên mạng thì coi sao mà mai mốt đi hát được. Mai mốt đi hát chắc né, chắc bị ăn trứng dịch không, quá trứng dịch trứng gà không à. Đó, không thể nào mà chấp nhận được. Tới bình tin mà ngày hôm nay phải lên mộ nói không minh bạch nữa mà, thì hiểu rồi. Đó, thì nói chung là bình tin đó thì là cũng là con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cho đến thời điểm hiện tại thì những người con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đều ủng hộ Hồng Loan cả. Không có ai mà đứng qua bên ủng hộ rồi là hai mẹ con tấm cám kìa chứ. Không ai ủng hộ mẹ con gì ghẻ đó chứ. Nên tại sao ở đây Hồng Loan lại nhận được nhiều cái gọi là sự yêu mến mọi người như vậy? Đó, thì nhờ vào cái sự thật. Người ta yêu quý cái sự thật, người ta tin vào sự thật. Ai cũng thấy mẹ con bà Sáu Bào này có cái vấn đề gì đó khuất mắc trong cái tiền bạc, cho đến ngày hôm nay thì vẫn chưa sao kê.
đó, mồ mã thì chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì cũng không lên gọi là thăm viếng hay là đốt nhang gì hết trong một lễ 100 ngày, cho đến hôm nay là 100 gần 10 ngày rồi, 110 ngày gì rồi mà cũng vẫn chưa thấy gọi là lên đó. Khi vậy mà liền nở lòng nào người ta vừa ngã xuống lại nhào vô chia tài sản vậy hả? Mình không có trách nhiệm gọi là chia tài sản thôi chứ chẳng có quan tâm yêu thương gì chú Vũ Linh đâu mà Hồng Loan phải cho đó. Bây giờ là cái quyết định mà Hồng Loan là không cho một xu nào luôn là chính xác, sẽ được rất là nhiều người gọi là khán giả yêu quý đó, không khác nhiều người khán giả ủng hộ đó, ủng hộ rất là nhiều. Mình thấy rồi, mình thấy những cái bình luận của quý vị ở phía bên dưới rồi đều ủng hộ Hồng Loan cả, không có ai mà đi ủng hộ mẹ con Hồng Hưởng hết. Bởi thấy sợ sợ trước mắt mà còn cố tình làm nữa. Đã người ta cho một cái nhà rồi, khi mà ta bán đất được người ta đã cho một cái nhà mình ra mình ở rồi, mình ở đậu xong mình muốn chiếm luôn cái nhà của người ta là sao hả? Con người gì kỳ vậy mọi người, muốn ở nhà người ta xong rồi muốn chiếm luôn nhà người ta đó không? Người ta đã rất là nể tình rồi, dù sao cũng là cô đó, một tiếng cũng cô, hai tiếng cũng cô, thì vì khi mà bán được đất Hồng Long đã hứa là mua cho mọi người một căn nhà thì được rồi. Mình đang ở kéo mà bây giờ nó bán đất được, nó cho mình một căn nhà, cái đó là tình nghĩa như cái biển luôn rồi đó, mà không chịu nở lòng nào đòi chiếm đoạt hết tài sản của cha người ta đó. Hồng Loan đã gọi là không có mẹ rồi, bây giờ là cha mất thì cô lại nhảy vào tranh đoạt tài sản, mà tranh đoạt tài sản một cách vô căn cứ, một cách không có căn cứ, một cách là không có bằng chứng, một cách là nói chung là theo một cái kiểu gọi là dân chợ búa gì đó. Đó, không chửi nhau thì thôi, nghe những cái từ đó thì thôi, không thể nào mà nghĩ là xuất phát từ một người nghệ sĩ lớn tuổi mà dùng những cái từ ngữ đó thì con cháu nó con không ra gì là phải rồi cô Sáu Bào ơi. Nói thiệt cô luôn á, cô mà vài bữa nữa công an mời lên cô, mà cô ngồi trước cơ quan chức năng cô làm việc đi, rồi lòi ra số tiền đám tang đó đi, rồi tới lúc đó không biết mặt mũi gia đình để đâu. Khi mà dám gọi là ăn chặn lại cái tiền mà người ta cúng điếu, người ta đám tang cho chú Vũ Linh đó, để cho Hồng Loan người ta lo cái việc mồ mả tiền bạc đó thì cũng sử dụng vào cái việc mồ mả thôi, chứ có làm gì đâu mà cô ăn chặn lại cô đó, không ăn chặn tiền đó thì nó cũng không có tồn tại được, nó không có trường tồn mãi được đâu. Rồi những người nào mà đi đám đó không biết là mẹ con Hồng Phượng này có giở trò, thí dụ người ta đi 5 triệu ghi lại đi 1 triệu người ta đó, không cái này cũng có thể nghe, cái này cũng nghi ngờ lắm. Khi mà những cái thùng phiếu, những cái thùng cúng điếu đó lên thì không biết làm sao đó. Rồi những cái số tài khoản mà mọi người bỏ lên đó cũng biết chuyển về như thế nào, được bao nhiêu nữa, đâu phải là trong nước này không, còn ngoài nước nữa, rất là nhiều người yêu quý chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó. Nên cái vấn đề bây giờ là nếu mà Hồng Phượng có họp báo nữa thì cứ mạnh dạn nó đánh vào cái vấn đề sao kê, bởi vì khán giả đang cần cái vấn đề đó chứ không có cần một cái vấn đề gì khác. Tình nghĩa thì bây giờ thì coi như là vứt rồi, một cái chén bể đi thì không thể nào mà giá cho nó lành lại được đó. Nên là bây giờ là tình nghĩa là coi như bỏ rồi, bây giờ còn một chút sĩ diện, còn một chút muốn lấy lại lòng khán giả thì phải sao kê minh bạch cái số tiền mà đám tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vừa qua đó, chứ không thể nào mà lên mà lấp liếm một tờ giấy mà lên lấp liếm sao kê sao mà được. Cơ quan chức năng nào chấp nhận cái tờ giấy đó là tờ giấy sao kê, cái tờ giấy đó là mình tự mình mua đồ rồi mình ghi ra đó thôi, cái đó là cái biên nhận thôi chứ không có sao kê được. Sao kê là phải có đầu ra đầu vào, đầu ra đầu vào, không sao kê là phải có mộc đỏ của cái ngân hàng đó, cái thẻ mình, cái số tài khoản mình đó, ra kêu ngân hàng cho mình gọi là sao kê tài khoản đó, từ ngày nào đến ngày nào đó người ta sao kê xong người ta đóng mộc vô cái cặp vô cho đó, vậy mới là sao kê. Cầm lên vậy khán giả người ta mới gọi là ồ nhỏ này nó đúng nè, nó chính xác nè, quay là lúc đó người ta sẽ được sự ủng hộ thôi, không cần mình phải lên mình khóc lóc hay là kể lể gì đâu. Tình cảm á là do mẹ của chị Hồng Phượng này làm tan vỡ rồi chứ không phải là Hồng Loan đó. Khi mà cô đã dung tục những cái từ ngữ mà chửi cha chửi mẹ của Hồng Loan thì chửi, nếu mà chửi cha Hồng Loan khác nào chửi thằng người anh mình luôn đó, là chửi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó. Một người em gì đâu mà nó hỗn láo xược gì, thì Hồng Loan bây giờ có trách nhiệm rồi, là thay cha mình giữ những cái tài sản đó, là không cho bà Sáu Bào này một xu nữa hết, cho bà ra đường, bà ở cầu Sài Gòn vậy đó, bà muốn ở đâu bà ở đó, không thể nào mà dung túng gì được đó. Bây giờ tới cái đi lễ mà qua 100 ngày mà tới giờ cô ta vẫn chưa lên, trong khi đó xưng là ồ mình đi tới đâu cũng xưng à, em là em ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. À, Hồng Phượng thì lên là con là cháu của chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mượn cái danh chú Vũ Linh đã kiếm tiền được nhiều rồi thì thôi, khi mà lúc chú yên nghỉ á thì làm sao cho nó đẹp. Như nghệ sĩ Thanh Điền mới nói đây nè, đó không, chú Vũ Linh chết rồi mà vẫn không yên được với cái mẹ con bà Sáu Bào đó, không yên được.
tối ngày cứ gọi là lên rồi là tranh giành tài sản với Hồng Loan, làm gì chi vậy cô? Cô bây giờ là cũng giống như là pin điện thoại đó, mà nó còn có cả 10% nữa là nó hết pin rồi đó. Mình giành giật cái tài sản để làm gì? Hồng Phượng á, thì còn sức trẻ còn lo được, bây giờ cũng đã mua xe rồi, chắc chắn là có nhà mới mua xe được mọi người. Nếu mà không có nhà mua xe để đâu đó, mà lên mạng nói than là bây giờ không chỗ, không nơi sống, nhờ cơ quan chính quyền can thiệp. Chính quyền không cơ quan nào can thiệp vấn đề đó chứ. Không đường sống thì đi ra mướn nhà trọ ở tháng có triệu mấy thôi, có gì đâu mà khó, đúng không? Mua xe hơi để đâu, đúng không? Lẽ mua xe hơi để nhà trọ. Mua được xe hơi là chắc chắn là phải có chỗ đậu rồi, có chỗ đậu là phải có nhà mới có chỗ đậu đó. Nên là cái vấn đề này mình thấy nó thật là sự là vớ vẩn đó. Hy vọng trong cái lần họp báo tiếp theo, Hồng Phượng sẽ gọi là đem cái bản sao kê của ngân hàng đàng hoàng nha, chính xác là của ngân hàng nào đó, cái trong cái số tài khoản mà mình đã bỏ lên đó, thì làm ngay cái ngân hàng đó lên vậy đó, khán giả người ta mới gọi là quay lại, người ta cũng ủng hộ được. Chứ bây giờ lên cứ lấp liếm không, biên nhận không thì rồi cái đầu vào đâu, cứ đưa đầu ra không mà rồi đầu vào đâu, đầu vào bằng miệng, đầu ra bằng biên nhận rồi xong đó, đâu ai biết bao nhiêu tiền thật sự là nhận được bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà mình nghĩ, nhưng mà mình chốt cái câu cuối như thế này, số tiền đám tang cho Vũ Linh gấp mấy lần cái số mà 600 triệu của bà Sáu Bào đưa ra đó quý vị. Rồi thì tới ngày hôm nay thì em chia sẻ cái video này tới đây thôi. Những cô chú chị nào gọi là yêu quý Hồng Loan hay là muốn ủng hộ kênh gì đó thì cứ đăng ký kênh nha cả nhà, bấm đăng ký kênh đó. Kênh này là gọi là lấy lại công bằng cho sự Hồng, cho chị Hồng Loan đó. Không thể nào mà để cho những cái khối tài sản của chú Vũ Linh lọt vào tay của Hồng Phượng được đó. Mong cô chú anh chị cho một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Rồi hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong video mới tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Dạ, trên tay em đây là chai mật ong gừng nguyên chất được lấy từ gừng U Minh Cà Mau. Đây chai này là nửa lít nha quý vị, nửa lít là 750.000, một lít là 1,5 triệu, bên em bao ship nha. Thì mật ong gừng nguyên chất rất là tốt cho sức khỏe của mình. Đây là mật ong gừng tràm nha, gừng tràm ở U Minh Cà Mau đó, bảo đảm với quý vị luôn 100% nguyên chất nè. Mọi người thấy cái màu không, rất là đẹp nha. Đó, mật ong này thì rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những người lớn tuổi, những người cao tuổi, những người già đó, là uống khi mà chúng ta uống vào buổi tối là sẽ gọi là trị được cái căn bệnh mất ngủ thường xuyên ở người già. Khi mà chúng ta khó ngủ á, chúng ta uống mật ong này trước khi ngủ nè, đó, từ từ là sẽ cải thiện được cái giấc ngủ rất là tốt, mà không cần phải dùng thêm bất kỳ một cái loại thuốc nào hết đó. Đây là mật ong gừng nguyên chất. Còn những cô chú anh chị nào mà muốn uống để gọi là trị được cái căn bệnh mà đau bao tử nè, trào ngược dạ dày nè, đau họng nè, ho khan nè, đó là cũng đều dùng được hết đó. Mỗi buổi sáng chúng ta uống lại với chanh và gừng và nước ấm đó là sẽ cải thiện được cái sức khỏe của chúng ta, cái sức đề, tăng cái sức đề kháng trong cái cơ thể chúng ta lên gọi là rất là tốt, rất là cao đó, không để không phải là bị những cái căn bệnh thông thường như là sổ mũi, ho rồi đó, là để chúng ta sẽ gọi là tăng cường sức đề kháng được, cái kháng được những cái bệnh đó rất là tốt, rất là hiệu quả. Còn cái sản phẩm thứ hai đây là cái trà, cái tôm khô nha. Tôm khô này là tôm khô Bạc Liêu, quê Bạc Liêu nha, quê em nha cả nhà. Đây là tôm khô loại 1 nha. Đó, loại 1 là cái loại bự nhất, ngon nhất. Đó, cái này thì bên em hiện tại đang bán là giá 1,5 triệu một ký, bao ship nha, nửa ký là 750.000. Nửa ký là 750.000 nha quý vị. Bịch này là nửa ký nè, 750.000, bên em bao ship toàn nước Việt Nam. Cô chú anh chị nào mà ở nước ngoài á, muốn sử dụng những cái sản phẩm mà bên em đang bán nè, mật ong gừng nè, cũng như là tôm khô nè, thì cứ liên hệ với em, số điện thoại trên màn hình đó, qua Zalo, Viber hay là Facebook, số điện thoại gì đó cũng được, 0947 765 760 nha. Một số duy nhất nha quý vị, số em đang ghi trên màn hình đó. Đó, 0947 765 760 để gọi là được tư vấn và giao hàng miễn phí nha. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý anh chị. Xin chào quý bà con, đây là nước cốt nhà ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cực kỳ tốt cho sức khỏe con người ha. Chúng ta biết rằng là Hàn Quốc, Nhật Bản hiện giờ người ta đang sử dụng nước cốt nhàu ủ đường và là làm thành viên để là làm túi trà uống cực kỳ tốt sức khỏe, hỗ trợ vì đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt. Nên chúng ta nên sử dụng nước cốt nhàu, vì người lớn tuổi chúng ta khi mà sử dụng thuốc tây nhiều sẽ bị tác dụng phụ ha, sẽ bị tác dụng phụ. Còn nước cốt nhàu này thì không có tác dụng phụ nha bà con. Bà con cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm. Vì đây là sản phẩm nhà em làm, gia truyền nhà làm, đã bao nhiêu đời nay sử dụng rồi. Và cô chú anh chị nên nhớ một điều như thế này nè, cực kỳ tốt luôn nha, nó không có tác dụng phụ nè. Lưu ý giúp em là bệnh, nếu có bị tiểu đường là không uống được nha, vì trong đây là ủ với đường. Hương vị của nó cực kỳ dễ uống, là chua chua ngọt ngọt ha, hương vị cực kỳ dễ uống, chua chua ngọt ngọt. Nó trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt. Bà con mình cứ yên tâm mà sử dụng, vì sản phẩm nhà làm nguồn gốc rõ ràng,
không pha chế bất kỳ những cái loại mà có hại cho sức khỏe con người, chỉ nhào và đường lên men tự nhiên của chú anh chị nhé. Hương vị cực kỳ dễ sử dụng, chua chua ngọt ngọt nha của chú anh chị. Đó, bà con cứ mạnh dạn điền thoại số Zalo trên màn hình nhé. Chúng tôi sẽ coi như là tư vấn tận tình cho bà con nhé. Nước cốt nhào ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa. Sản phẩm 300.000 một chai, bao ship toàn quốc nha quý anh chị. Giá 300.000 một chai, bao ship toàn quốc. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn bà con và chúc bà con những người mà bị đau nhức xương khớp sử dụng nước cốt nhào này sẽ mau hết bệnh nha bà con nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con.